chuồng cọp kiểu Mỹ hay là chuồng cọp trá hình. Và trước khi cả đoàn đến tham quan chuồng cọp kiểu Mỹ thì kính mời các cô chú chị đến tham quan tìm hiểu về cảnh nữ tù bị giam tại chuồng cọp kiểu Pháp. Kính mời cả đoàn lên ạ. Em cho hỏi thăm là khi ở đây có cố vấn Mỹ ở bên ngoài này không? Dạ có, cố vấn Mỹ họ thì họ đi ra đi vào chứ họ không có ở cố định ở đây. Không ở cố định đây. Tức là bộ máy cai trị thì tất cả đều là người Việt rồi, nhưng có cố vấn Mỹ. Dạ, cố vấn Mỹ thì họ cứ thường xuyên là họ đáp chuyên cơ ra xong họ về, chứ họ không có ở trực tiếp ở đây. Cái phái đoàn Mỹ họ qua đây mấy ngày thì họ đi? Cái phái đoàn nhân quyền của Mỹ khi họ đến phát hiện chuồng cọp thì họ ra xong là họ phát hiện ra chuồng cọp, họ về ngay. Họ về ngay? Dạ. Trong ngày luôn? Trong ngày luôn. Và dạ, lúc bây giờ thì dưới thời cai trị của Chúa Đạo Nguyễn Văn Vệ, khi ta đã mời đoàn ở lại dùng cơm. Nhưng mà lúc bây giờ thì phái đoàn họ khước từ ra thẳng phi trường luôn, tức là chụp hình quay phim xong chuồng cọp. Đi về. Là ra về liền. Chúng tôi không muốn ăn những cái miếng cơm bẩn của quý vị. Tức là... lúc bây giờ thì để mà nhanh chóng để mà tổng hợp các thông tin để mà phanh phui ra chuồng cọp thì chỉ trong vòng 2 tuần thôi. Dạ vâng. Thế cái ở dưới kia chú thấy có một ông cai tù là hình như 10 đô hay gì 10 độ hay gì đó bị đánh chết. Dạ 10 ô. 10 ô. 10 ô bị đánh chết là ngay cái chỗ trại Phú Tường vừa rồi bác vừa tham quan vào năm 1972. Dạ. Và cái câu chuyện này thì có một bác tù tù chính trị, đó là bác Bình Văn Be. Thì bác này là người đã khởi xướng cái quá trình mà giết chết trưởng trại người Âu. À, làm sao mà giết được? Tức là các bác nói rằng là cái này cũng vô tình, vô tình. Không phải là cố ý để mà giết. Nhưng mà tất cả mọi người cũng đều hận 10 ô là vì là y ta rất ác. Thì các bác nói rằng là trong quá trình bị giam thì khi mà những người tù bị bệnh, đặc biệt là sốt rét, thì các bác nói rằng là không được ra ngoài, cứ bị giam ở trong phòng riết thì mới đấu tranh là đòi đi ra ngoài tắm nắng. Nhưng các bác nói rằng là đang bị sốt rét mà trời nắng, ra ngoài ngoài nắng thì nó rất lạnh. Dạ đúng rồi. Đấy, cho nên là bác nói rằng là cái bác Huỳnh Văn Be này, bác nói rằng là tôi không đi ra ngoài mà tôi ngồi ở trong cái máy hiên. Thì 10 ô mới đến nói rằng là mấy ông đấu tranh cho đã rồi đòi đi tắm nắng, cho mấy ông ra ngoài, mấy ông ngồi trong máy hiên là như thế nào. Tới nó đánh thì bác Be nói rằng lúc đó tôi cũng bệnh, nhưng mà vô tình là khi nó xông tới thì tôi mới đưa cái chân lên thì vô tình nó ngã xuống, nó đập cái mặt nó xuống. Thì nó xông tới nó đánh thì bác nói rằng là bác mới la lên, thì các anh em ở khu vực nhà bếp thì cứ nghĩ rằng là nó đang đánh bác Be này. Thì mọi người mới xách sẻng, xách đồ dùng cơm á, là lên là đập chết ngay chỗ cái rãnh thoát nước luôn. Rồi sau đó có bị trả thù không? Tức là sau đó là cái lực lượng tù này bị phân tán ra các trại và bộ máy cai trị họ tra tấn rất là dã man. Đương nhiên rồi. Tức là khởi xướng là cái chỗ là bác Huỳnh Văn Be, nhưng mà bác nói là bác không phải là người mà giết chết trưởng trại 10 ô, nhưng mà tất cả lực lượng anh em. Nhưng mà lúc bây giờ thì ai cũng căm thù cái tên 10 ô này hết. Tức là họ nên đối xử rất là dã man, cho nên là ai cũng có sự căm hẳn thì mọi người đánh một ít. Vâng. Thưa quý khán giả, chúng tôi vừa được nghe anh Đỗ Dì Vương, Đỗ Quốc Vương. Anh đã thuyết minh rất là hay và không biết rằng quý vị có xúc động hay không, nhưng từ sáng giờ chúng tôi đã khóc rất nhiều. Không biết nước mắt mình còn được bao lâu nữa, còn được bao nhiêu nữa. Nhưng mà với một người 71 tuổi và với bước chân của chúng tôi đi từ ngày 27 tháng 10 trên khắp nước Việt Nam, chú sẽ viết thơ cảm ơn Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Về những cái chuyện mà cháu thuyết minh. Thì các đoàn đến tham quan và tìm hiểu về cảnh nữ tù bị giam tại hệ thống chuồng cọp kiểu Pháp. Thì như vậy các cô chú anh chị chúng ta có thể hình rất dung ở thời thực dân Pháp thì họ không có chủ trương là giam giữ và đày ải nữ tù chính trị ở nhà tù Côn Đảo. Giai đoạn đầu thực dân Pháp có giam nữ tù, nhưng không phải nữ tù chính trị mà nữ tù thường án. Nhưng với những thời gian rất ngắn, trong vòng vài năm thôi, thực dân Pháp đã chuyển tất cả nữ tù thường án về đất liền hết. Và từ đó về sau thực dân Pháp không giam nữ tù nữa. Và ở thời thực dân Pháp, chị Võ Thị Sáu là người nữ tử tù chính trị đầu tiên và duy nhất thực dân Pháp đưa ra Côn Đảo, nhưng không phải để giam mà để thi hành bản án tử hình. Thời gian chị Sáu ở trên Côn Đảo chỉ có một ngày và một đêm. Chị Võ Thị Sáu không bị giam vào bất cứ một trại giam nào của nhà tù Côn Đảo, mà thực dân Pháp đã tạm giam chị Sáu một đêm trên đảo tại Sở Cảnh sát Tư pháp, hay gọi là Sở Cò, và ngày hiện nay là phòng trưng bày lưu niệm nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu trên tuyến đường Lê Duẩn của huyện Côn Đảo.
Nhưng bước sang đến thời Mỹ Ngụy, họ bất chấp dư luận, đưa nữ tù chính trị ra giam tại nhà tù Côn Đảo, giai đoạn từ năm 1957 đến năm 1958. Hơn 100 nữ tù đã bị đưa từ các nhà lao lớn của đất liền ra Côn Đảo. Đến giai đoạn năm 1969, sau khi Bác Hồ mất, tập thể nữ tù ở những nhà lao lớn của đất liền đã tổ chức lễ để tang Bác. Chế độ hai nữ tù đầy ra nhà tù Côn Đảo, giam tất cả vào trung tâm. Và trong giai đoạn này, khi nhắc đến nữ tù gắn liền với tên tuổi của đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên là phó chủ tịch nước, hay là đồng chí Võ Thị Thắng, cố tổng cục trưởng cục du lịch, đã từng bị giam tại đây. Và nói về nữ tù thì các cô chú anh chị chúng ta có thể hình dung không thua kém gì nam tù, tức là nam tù bị tra tấn thế nào, nữ tù cũng bị tra tấn thế ấy, và nữ tù còn khắc nghiệt hơn. Ở đây trật tự ngắt mục, họ đã lợi dụng vào đặc điểm sinh lý phụ nữ để tra tấn. Họ giam cả hàng tháng trời hoặc là lâu hơn như thế, không giải quyết cho nữ tù ra ngoài để tắm giặt, không được đổ vệ sinh ở trong phòng giam, và những vật dụng vệ sinh cá nhân trật tự ngắt mục họ tịch thu hết. Và nói về khẩu phần nước ở nhà tù Côn Đảo, có thể nói chung tất cả các trại giam đều có giếng nước. Riêng chuồng cọp, chỉ một khu chuồng cọp đã có hai giếng nước. Nhưng nước ở trong phòng giam chuồng cọp, khi nhắc đến, nó vô cùng khan hiếm. Ở đây có các cô ra, các chú lớn tuổi thì biết cái lon Vigo của Pháp ngày xưa, tức là lon sữa, nó khoảng một lít nước. Tức là tù nhân ở trong chuồng cọp hàng ngày vừa tắm giặt vừa ăn uống vỏn vẹn ở trong cái lon Vigo này. Khi đàn áp vào sinh lý phụ nữ, trật tự gác một họ cắt luôn cả khẩu phần nước, tức là không có nước để sử dụng. Ở đây theo lời kể của các cô nữ tù, các cô nói rằng phụ nữ chúng tôi khi đến tháng phải ngồi trên những thùng vệ sinh, hoặc là phải xé vải quần áo mình ra để mà sử dụng vào nhu cầu vệ sinh cá nhân. Nhưng quần áo thì mỗi người cũng chỉ có một bộ trên cơ thể của mình, xé hết rồi, không còn quần áo để mặc, và để cũng giữ ấm cơ thể và che cơ thể của mình, cho nên phải sử dụng nước tiểu. Nhưng mà nước uống hàng ngày không có thì nước tiểu cũng trở thành khan hiếm. Trải qua quá trình bị giam và bị đày ải tại chuồng cọp thì đa số nữ tù khi sống sót từ nhà tù Côn Đảo trở về, đặc biệt là nữ tù chuồng cọp, đã mất đi một thiên chức rất là thiêng liêng, không thể làm mẹ được. Bất chấp mọi chế độ lao tù lúc bây giờ thì nữ tù chuồng cọp đã đấu tranh trực diện với bộ máy cai trị, ban đầu là hô la tập thể, sau đó là đấu tranh tuyệt thực. Hai phong trào đấu tranh liên tiếp diễn ra nhưng đều bị thất bại bởi hình thức đàn áp của trật tự gác mục. Với một tinh thần đoàn kết và chiến đấu rất cao, nữ tù chuồng cọp đấu tranh đến hình thức dùng vật sắc nhọn mổ bụng mình để đòi yêu sách. Phong trào đấu tranh nổ ra, đã có những đồng chí đã phải hy sinh. Bộ máy cai trị nhà tù Côn Đảo họ mới chịu nhượng bộ. Họ sợ rằng phong trào đấu tranh này nhanh chóng lan rộng, nam tù sẽ hưởng ứng thì họ sẽ mất sự kiểm soát. Để xoa dịu làn sóng đấu tranh, họ giải quyết đưa nữ tù, những người bị bệnh nặng đến bệnh xá để điều trị, những người còn lại ở phòng giam được ra ngoài. Vâng, các bạn thương lắm. Hiện nay phòng giam số 33 nơi em dừng chân đây, thì nơi này có đấu tổ chức, có tái hiện lại cảnh tổ chức đấu tranh của nữ tù chuồng cọp trong quá trình đấu tranh nổi loạn. Và bên cạnh là phòng giam số 35, đó là nơi đồng chí Trương Mỹ Hoa đã từng bị giam. Cả đoàn chúng ta tiến thẳng xuống bên dưới để tham quan và tìm hiểu. Nghe nói là hồi đó chị Sáu đó, mộ chôn ở đối diện ở đây phải không? Xong rồi mới giờ lên trên đại diện. Ở Nghĩa Trang Hàng Dương hiện nay, Hàng Dương. Tất cả những mộ phần ở Nghĩa Trang Hàng Dương hiện nay không có một mộ nào di dời. Tức là trong hiện nay có 4 khu, chỉ có một khu là quy tập là khu D. Còn A, B và C, tất cả những mộ phần đều yên vị hết. Tức là trong quá trình trùng tu tôn tạo Nghĩa Trang Hàng Dương vào năm 1992 thì nhà nước ta không có chủ trương di dời hoặc là xây mộ vó, mà tìm thấy hài cốt tù nhân ở đâu ốp đá dựng bia ngay tại chỗ. Cho nên là những mộ phần không nằm ngay hàng thẳng lối và xoay rất nhiều hướng khác nhau, cho nên khác hẳn với các nghĩa trang ở trong nước ta hiện nay. Cái hôm mùng 1 đó chúng tôi có lên thăm chị Sáu,
Anh có thể nói rõ hơn là chị Sáu bị giết bằng cách nào? Dạ, cái nấy thì một tiếng nữa cả đoàn ra nghĩa trang Hàng Dương thì cháu sẽ giới thiệu rõ hơn về câu chuyện của nữ anh hùng lịch sử Hồ Thị Sáu. Dạ. Cảm ơn em. Dạ. Ở đây là chuồng cọp không? Dạ, đây là chuồng cọp. Chuồng cọp Pháp hả? Vâng, thưa quý khán giả KBC Hải Ngoại, không thể dằn được xúc động. Và quả thật là những cái tội ác này không thể nào mà lịch sử nào mà xóa được. Cùng là người Việt Nam với nhau mà tại sao đất nước của chúng ta khổ đau như vậy? Xin một lời nhắn nhủ tất cả tuổi trẻ Việt Nam, các cháu phải trân trọng những gì đã hy sinh, những người đã nằm xuống để cho chúng ta được một 43 năm nay chúng ta không có một tiếng đạn, tiếng súng, tiếng đạn, ngoại trừ trận Campuchia và biên giới Việt Trung. Nhưng mà thành phố chúng ta vẫn yên ổn. Các cháu tới ở thành phố Hồ Chí Minh à? Hà Nội. Cái dốc này rất là cao, thưa các bạn, cái bậc thăng cấp này đi gần như thẳng đứng. Sau khi tham quan xong những mô hình đấu tranh của quần dân ở vùng cờ thì kính mời các cô chú anh chị chúng ta quay lại lối này để đến tham quan những phòng không mái che với tên gọi là phòng tắm nắng. Phòng tắm nắng à. Ở bên Mỹ nó gọi mấy cái phòng này là phòng sân bát, đi ra ngoài tắm nắng. Các đoàn mình tập trung dừng chân ở đây ngay chỗ này, vị trí nó hơi mát, đi qua kia rất là nắng. Và vừa rồi thì các cô chú anh chị đã tham quan và tìm hiểu về hệ thống chuồng cọp. Thì ngoài những phòng giam của chuồng cọp, bù máy cai trị họ tìm đủ mọi cách để tra tấn và đầy ải tù nhân. Thì ngoài ra có những phòng không mái che với tên gọi là phòng tắm nắng. Thì nghe nó rất là hoa mỹ, nhưng thực chất ở đây là nơi để phạt và đầy ải tù nhân phải phơi nắng và phơi mưa. Các cô chú anh chị cứ hình dung đi ạ. Những người tù bị phạt ở đây không được mặc quần áo, và cứ hàng ngày đến 12 giờ trưa, mặt trời khi đến đỉnh đầu rồi, tức là căn phòng này không chỗ nào mát nữa, mà thời tiết đó là thời tiết nắng nóng nhất, tù nhân không chỗ để tránh. Và với khẩu phần nước như vừa rồi chúng ta đã nghe giới thiệu thì nước rất khan hiếm, thì cơ thể con người sẽ bị mất nước rất trầm trọng, sẽ nằm chết dần chết mòn ở đây. Và ngoài ra trật tự gác ngục, khi họ đưa tù nhân đến chuồng cọp thì họ sợ rằng tù nhân sẽ vượt qua khỏi bức tường này, cho nên họ đã thực hiện ngay một hình thức tra tấn gọi là đánh tứ trụ tại phòng tắm nắng. Bộ máy cai trị họ bố trí 4 trật tự gác ngục rất là to và khỏe, đứng xung quanh một người tù. Khi họ đánh thì đặc biệt họ chú trọng vào huyệt đạo của tứ chi. Khi mà đánh rồi thì những tù nhân có ý chí cao đến đâu đi chăng nữa, khả năng leo trèo có giỏi cách mấy đi chăng nữa cũng không thể vượt qua khỏi bức tường này được. Cả đoàn chúng ta tiến thẳng sang dãy phòng tắm nắng bên này để cả đoàn tham quan tìm hiểu về những mô hình từ tù nhân bị phạt phơi nắng và bị tra tấn tứ trụ. Tắm nắng sớm quay xương. Quá dã man. Thế kỷ thứ 20 mà như vậy. Và thưa quý khán giả, bây giờ thì mặt trời sắp sửa 12 giờ trưa. Chúng tôi đây là mặt trời đây khoảng 10 giờ mà đã nắng như vậy. Tất cả mọi người trong đoàn hầu như đều đi vào trong cái bóng mát. Riêng chúng tôi thì vẫn đi ngoài nắng như thế này. Hy vọng rằng mình không bị say nắng. Đây là một cái giếng. Cái giếng múc lên là giếng này để uống, còn giếng này là để nghe là dùng để xài. Tắm là một ngày một gáo nước.
nó đánh chị Sáu như thế nào? Đập. Chị Sáu đưa ra đây không bị đánh. Không bị. Chị Sáu bị giam lâu nhất là ở Khám Chí Hòa là 2 năm. 2 năm, rồi em ra đây. Đưa ra đây là xử bắn ngay. Xử bắn, ờ, nó xử bắn, đưa ra đây xử bắn. Một ngày và một đêm thôi. Sau khi tham quan tìm hiểu về hệ thống chuồng cọp này xong, thì kính mời các cô chú anh chị chúng ta sẽ lên xe để đến tham quan chuồng cọp kiểu Mỹ cách đây 1 cây số. Kính mời cả đoàn mình này. Vừa rồi đoàn mình vào đường nào, bây giờ ra bằng đường đấy. Đây là khám 7, nơi đã giam giữ các chiến sĩ cách mạng kiên cường, trong đó có các đồng chí Phạm Hùng, Lê Đức Thọ, Ngô Gia Tự, Lê Văn Lương, Nguyễn Duy Trinh, nơi ra đời của tờ báo Bí Mật Tiến Lên do hai đồng chí Phạm Hùng và Lê Văn Lương phụ trách trong thời kỳ 1930-1939. Và cũng giống như là cái khung cảnh bên kia là chỉ không có làm những cái tượng sáp hình tù nhân, nhưng mà cho biết nơi đây là đã lịch sử, đã ghi nhận. Và thưa quý khán giả, trong cái cửa sổ quý vị nhìn thấy kém gai như thế này thì làm sao mà tù nhân có thể chui ra được, nhất là lại có những cái song sắt, cưa được cái song sắt là một cái vấn đề nữa. Đây là phòng số 8, không thấy đề ghi, và cũng giống như là ở bên kia. Vâng. Chúng tôi, thưa quý khán giả, tranh thủ thời gian, tại vì thời gian không còn nhiều. 13:15 chúng tôi phải ra, 13:45 chúng tôi phải ra sân bay để bay về thành phố Hồ Chí Minh. Đây là phòng giam số 9, nơi đây đã giam giữ các chiến sĩ cách mạng kiên cường, trong đó có các đồng chí võ sĩ Tôn Đức Thắng và Võ Thúc Đồng. Đây cũng là nơi biên soạn của báo Ý Kiến Chung. Và cái phòng giam này cũng giống như là những cái phòng bên kia. Thưa quý khán giả, quý vị đang theo cùng với bước chân của KBC đến nơi mà sáng ngày anh Peter Nguyễn đã hỏi ra là cái hầm đất, hầm đá. Vâng, đây cũng vậy. Đây là phòng giam số 10, thời Mỹ Ngụy trong năm 1958, trong đợt chống học tập tố cộng, địch đã đàn áp dã man 175 người tù chính trị trong âm mưu phân hóa cộng sản và kháng chiến. Ở đây câu lạc bộ, nơi chắc là chỉ để cho các quân cảnh cai ngục. Đây là cái hình thánh giá. Và những du khách đang đi. Đây là cây đa. Những cây bàng, cây này cây bàng nhưng mà cây, và những cây đa xen kẽ lẫn nhau. Những cây đề. Và những cái cây này thì thưa quý khán giả rất là hiếm có ở bên nước Mỹ. Phòng độc đá kìa. Phòng độc đá đó hả? Phan Bội Châu đấy. Phan Bội Châu đấy. Vâng, anh Peter Nguyễn sáng ngày anh hỏi có phải lá thơ, cái bài thơ của Phan Bội Châu không? Thì đây, cái phòng đập đá này nó để người ta bắt vào để đập đá. Tức là đá như vậy mình lấy chiếc người mà mình đập để cho nó bể ra. Vâng, cảm ơn cháu. Đập đá Côn Lôn làm trai đứng giữa, đất Côn Lôn lừng lẫy làm cho lở núi sông. Sách múa đánh tan 5-7 đống, ra tay đập vỡ mấy trăm hòn. Tháng ngày bao quản thân sành sỏi, mưa nắng càng bền dạ sắt son. Những kẻ vá trời khi lỡ bước, gian nan chi kể chuyện con. Phan Châu Trinh. Vâng, thưa quý khán giả, rất xứng đáng và rất là hãnh diện được làm học trường Phan Châu Trinh Đà Nẵng. Khu đập đá khổ sai nơi đây thực dân Pháp đã dùng để đầy ải những người tù lao động khổ sai đập đá tại chỗ. Năm 1908, cụ Phan Châu Trinh đã bị phạt lao động khổ sai ở khu đập đá này. Tại đây, cụ đã sáng tác bài thơ Đập đá Côn Lôn nổi tiếng. Đây là khu đập đá, thưa quý khán giả.
không cầm được nước mắt các bạn ơi. Những nhà chiến sĩ cách mạng của chúng ta đã hy sinh quá nhiều để cho chúng ta có được một cái đất nước ngày hôm nay. Đây là có lẽ là nơi để ẩm thực, nấu ăn. Những cái hình ảnh những người mà chưa đầy 40 kg, da bọc xương, xương sườn lòi ra 36 cái lẻ một cái. Đây là bồn để chứa nước để dùng. Mỗi một ngày tù nhân chỉ được một gáo nước gọi ghi gô để tắm rửa. Quý vị thấy không? Tù nhân nào cũng bị ghẻ lở. Bác Nguyễn Xuân Viên nói rằng chữa mãi bây giờ nó mới khỏi, cả thuốc Tây đến thuốc Nam. Đây là phòng giam số 5. Vâng, cũng giống như các phòng giam bên kia, không có, chỉ là những cái song sắt và những cái móc sắt để mà cột chân những người tù lại. Chúng tôi nghĩ rằng các phòng giam trên này cũng giống như vậy. Chúng tôi đi xuống dưới để xin quý vị coi cái hình ảnh. Một vài hình ảnh ở bên dưới này chúng tôi chưa đi tới. Các chiến sĩ của chúng ta, các nhà cách mạng của chúng ta rất xứng đáng để nổi lên. Từ Nguyễn Thái Học, Phan Chu Trinh, Phan Bội Châm. Các vị ấy đã hy sinh cả một cuộc đời son trẻ để tìm lại cái sự thanh bình cho đất nước. Đây là cây bàng, cây di sản của Việt Nam. Khu vực này là khu vực dành cho các tắm gội. Thế nhưng mà để cho nó có hình thức vậy thôi. Nhưng mà tắm rửa thì chắc chỉ là gọi là để một lon ghi gô một ngày thì làm sao mà có đủ nước mà có thể tắm. Nhất là thưa các bạn là những phụ nữ một tháng có kinh nguyệt một lần cũng không được tắm rửa. Các chị phải xé quần, xé áo, xé tới lúc mà không còn một cái quần, cái áo trên người. Trần truồng nghi nhộng. Có lẽ là các quản giáo họ muốn như vậy để. Đây là xà lim số 15, nơi đây thực dân Pháp đã từng giam giữ các chiến sĩ cách mạng kiên cường, trong đó có đồng chí Tôn Đức Thắng. Con kính chào bác Tôn Đức Thắng. Và đây một cái lỗ dưới, dạ thưa quý khán giả, đây rất là hôi. Hiện tại thì có lẽ là cái chúng tôi thấy rằng phân rơi đầy hết, phân của con rơi đó. Nhưng đây là một cái lỗ để mà đi làm tiểu tiện. Còn kính chào bác Tôn Đức Thắng. Kính chào nhà cách mạng. Xà lim số 13, nơi đây thực dân Pháp đã từng giam giữ các chiến sĩ cách mạng kiên cường, trong có đồng chí Ngô Gia Tự. Kính chào đồng chí Ngô Gia Tự. Nhạc. Hai người tù đã bị xiềng cổ chân. Chỉ có một chân thì được tự do. Đây là xà lim số 11. Trong năm 1965, địch đã giam 63 người tù chống đấu tranh chống ngày lao động cộng đồng và hai xà lim đôi. Đồng chí Mai Văn Sinh quê Bến Tre đã chết ngạt tại nơi đây vào ngày 1 tháng 5 năm 1965. Kính chào tất cả các đồng chí cách mạng. Kính hương hồn của đồng chí Mai Văn Sinh.
anh Peter Nguyễn, đó là bài thơ của cụ Phan Chu Trinh, Đập Đá Côn Lôn. Đây là đi lối ra đằng sau và không thể nào mà tù nhân có thể leo nổi cái tường này, mà trên lại gắn mảnh chai nữa. Hai, bốn, sáu, bảy. Cái phòng giam này thì có 7 người. Và cứ mỗi một chân thì bị còng và một chân thì không bị còng. Quý vị cứ tưởng tượng nếu mà quý vị mà không được dở cái chân lên thì nó như thế nào. Để đi ngủ. Đây là xà lim đơn, tức là một người. Xà lim đôi thì nó cũng còn đỡ hơn, là tức hai người còn nó nói chuyện với nhau được. Còn xà lim đơn thì một mình. Vâng, anh Peter, đây là của thực dân, nhưng mà sau này thì các Việt Nam Cộng Hòa mình cũng dùng nơi đây, xà lim số 1, nơi đây là thực dân Pháp đã từng giam giữ các chiến sĩ cách mạng kiên cường, trong đó có đồng chí Ngô Gia Tự, Lê Đức Thọ và Nguyễn Duy Trinh. Đây là một phái đoàn du khách đang đi thăm viếng. Và họ đã, đạo đức giả lập cái bệnh xá, đã hành họ, hành hạ tù nhân mà còn lập cái bệnh xá này ra để làm cái gì? Bằng những cái hình ảnh rất là phản cảm. Nơi đây có những cái song sắt chúng tôi không được vào. Và đây là những cái hình phạt mà dành cho các tù. Bắt một cái cối rất là lớn và bắt người tù phải say. Và những nhà quân cảnh Việt Nam đang cầm gậy quất lên trên người. Đây là một người lính Việt Nam Cộng Hòa. Đây là những người mà tù phải xay gạo. Vâng, đây là cái cối xay gạo. Tự mình phải xay gạo. Dạ vâng. Xay xong sẽ bỏ vào trong bao, xong rồi khiêng ra. Khiêng qua bên ẩm thực bên kia vậy. Dạ. Đấy, mình khiêng qua bên kia để cho ẩm thực nó nấu, nhưng mà nấu cho tụi quản giáo nó ăn chứ các tù nhân là không được ăn. Bác Nguyễn Xuân Viên có nói chuyện với chúng tôi là ăn không đủ mà nước không đủ dùng, gạo không đủ ăn, áo không đủ mặc. Chưa kể những ngày nắng nôi, 10 giờ sáng bắt đầu đưa ra ở trong cái 4 cái phòng. Trong một cái phòng mà có 4 bức tường, một cửa sắt duy nhất. Ở trên thì gắn mảnh chai. Cũng giống như là các cái phòng kia, thưa quý khán giả. Có lẽ là tù không có được ra tới ngoài này. Mà không được ăn những cái chai dừa, những cái chuối ở trong ở đây. Dành cho các cán bộ cai ngục. Vâng, kính thưa quý khán giả, quý vị đang theo dõi những cái phóng sự thật nhất và đang live, chúng tôi không có biên tập. Chúng tôi quay cái cảnh nhà tù Phú Hải. Nhà tù Phú Hải nằm ngay bên cạnh nhà tù Phú Sơn. Phú Sơn này thì là hầu hết tất cả những cái thành phần gọi là tù chính trị nằm ở bên đó. Còn đây là sau lưng của một thánh đường. Lát nữa chúng tôi quay đằng trước cho quý vị nhìn thấy. Có lẽ là Việt Nam Cộng Hòa thời Ngô Đình Diệm cũng như thời Nguyễn Văn Thiệu muốn những người tù thứ nhất phải chào cờ quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, phải ly khai Đảng Cộng sản. Đây là cái bàn thánh để làm lễ. Và muốn những người tù
phải trở về với lại Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Đây là bên ngoài cổng trại Phú Hải thời Mỹ Ngụy có một cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa cắm đằng trước. Đây là một dãy khám banh một trại Phú Hải dưới thời Mỹ Ngụy. Tù nhân bên trong trại Phú Hải dưới thời Mỹ Ngụy. Quý vị thấy ngồi mặc như vậy. Đây toàn cảnh phía sau di tích trại Phú Hải và di tích trại Phú Sơn ngay phía sau lưng. Tù nhân bên trong trại Phú Hải dưới thời Mỹ Ngụy. May mà nó còn cho được ngồi dưới bóng râu để học tập. Tù nhân bên trong trại Phú Hải dưới thời Mỹ Ngụy. Tù nhân bị nhốt trong khám giam trại Phú Hải thời Mỹ Ngụy. Tù nhân bị cấm cố trong xà lim hầm đá tại trại Phú Hải dưới thời Mỹ Ngụy. Nữ tù bị cầm cố trong xà lim đôi hầm đá trại Phú Hải dưới thời Mỹ Ngụy. Tù nhân học tập trong xà lim hầm đá trại Phú Hải dưới thời Mỹ Ngụy. Sau này thì bắt đầu có ảnh màu bên ngoài banh một, tức là trại Phú Hải ngày nay. Toàn cảnh di tích trại Phú Hải ngày nay. Tân binh Côn Đảo tham quan tìm hiểu di tích Phú Hải. Các cháu trường mầm non Hướng Dương tham quan di tích trại Phú Hải. Tôi bị cai ngục kiểm soát chặt chẽ vô nhân đạo dưới thời thực dân, tức là không có mặc quần áo, xích hai cái chân. Không biết là ở đây người ta trốn ra thì người ta đi đâu, ở đảo này ai bơi vào được trong bờ. Đây là một tù nhân mà gọi là chỉ còn xương bọc da, múa phượng hoàng. Tức là thằng Pháp nó bắt phải múa, và quý vị thấy hai hòn giấy ở bên dưới. Cảnh tù nhân bị cấm cố đánh đập trong khám giam dưới thời thực dân Pháp, tất cả đều trần truồng hết. Tù nhân bị cấm cố trong xà lim hầm đá thời thực dân Pháp và đang làm vệ sinh vào trong một cái bồ. Cảnh giam cầm đánh đập người tù trong khám giam dưới thời thực dân Pháp tàn nhẫn vô nhân đạo, quý vị thấy chưa? Một cái thằng Pháp mà người ta, đây một tù nhân này, giơ tay có vẻ chống lại, mặt anh đâm lại. Và quý vị thấy là cổ chuồng, lông lá, như là người tiền sử. Thưa quý khán giả, chúng tôi nói những cái sự thật, đừng cứ nghĩ rằng chúng tôi đang nói tục. Phải nói như vậy thì mới nói lên được cái tội ác của Mỹ Ngụy được, của Pháp thuộc được. Hầm xay lúa trong banh một dưới thời thực dân Pháp chúng tôi mới chiếu lúc nãy. Tù nhân bên trong banh một vào những năm đầu của thế kỷ 20. Tù nhân ăn cơm trong sân banh một dưới thời thực dân Pháp, tức là ăn túm lại 2, 4, 6, 7 người. 2, 4, 6, 7 người. 7 người một mâm. Toàn cảnh banh một vào những năm đầu của thế kỷ thứ 20. Tù nhân trong trại banh một, tức là trại Phú Hải thời thực dân Pháp. Vâng, thưa quý khán giả, chúng tôi đã đưa quý khán giả đi khắp tất cả những cái trại tù Phú Hải này, tức là được mệnh danh là hầm đập đá. Và thưa, đây là cái nhà nguyện, nhà thờ chúng tôi vừa ở trong đi ra. Và tại sao không có chùa? Dạ thưa quý vị biết, Ngô Đình Diệm là Công giáo, Nguyễn Văn Thiệu là Công giáo, và có lẽ rằng ý của họ muốn là tất cả mọi những tù nhân phải là người Công giáo, phải trở thành một cái, trong khi đó họ không thể hiện được ý Chúa, họ đã tàn nhẫn vô nhân đạo và Chúa không có dạy con người ta làm ác, tại sao họ lại làm ác để bắt người ta phải đi theo đạo Chúa và bắt người ta phải không được bắt chào cờ, là bắt người ta phải chào cờ lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa và phải ly khai Đảng Cộng sản. Và có những từ tù nhân kiên cường đã nói rằng chúng tôi không có từ bỏ cả. Đây là những du khách tới đây để chụp những cái tấm ảnh làm kỷ niệm.
Quý khán giả, quý vị đã theo bước chân của KBC Hải Ngoại tới tất cả các trại tù trong Côn Đảo. Và nơi đây nếu mà người Việt Nam nào chưa bao giờ về một Việt Nam lần nào, hãy về một lần để cho biết những cái tội ác của Mỹ ngụy, tội ác của thực dân Pháp, và còn ép buộc luôn con người ta không được tự do tôn giáo, tức là chỉ có một cái nhà nguyện bằng hình Thiên Chúa giáo đây.